Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một series phim kinh dị của Mỹ. Có tổng cộng 4 tập phim, mỗi tập là mỗi câu chuyện kinh dị khác nhau, khiến người xem không khỏi rùng mình về mức độ kinh dị và ma quái của nó. Thôi không dài dòng nữa, bắt đầu bộ phim thôi. Câu chuyện đầu tiên. Trong hội trường của một ngôi trường cấp 3 đang biểu diễn vở kịch Macbeth nổi tiếng của Shakespeare, mấy cô gái trong vai phù thủy đang diễn cảnh uống thuốc độc, vốn chỉ là nước lọc bình thường, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền ói ra tại chỗ như thể bị ngộ độc. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Phải nói đến 3 tháng trước. Cô bé tên Shelby vừa dọn đến nhà mới với bố mình. Mẹ của cô là một giáo viên, vì bị ung thư nên đã qua đời. Hai người họ quyết định dọn đến chỗ mới để sớm quên đi quá khứ đau buồn. Trong tiết học nhạc, hai cô bạn học đã chỉ trỏ ngoại hình của Shelby. It smells like mothballs. Lửa giận trong người Shelby bùng lên, cô liền ném cuốn sách về phía cô ta. Sau khi tan học, thầy giáo dạy nhạc đã gọi Shelby đến văn phòng. Không phải để trách móc hành vi của cô, vì ông từng quen biết mẹ của Shelby, biết cô bé vẫn còn đang rất buồn nên muốn an ủi cô. Còn nói rằng mình cũng đã từng mất đi người quan trọng, đó là đứa con mới tròn 9 tháng, lúc ra đời đã bị dây rốn quấn quanh cổ. Sau đó, cô gái trêu chọc Shelby trong lớp âm nhạc lại chạy đến gây chuyện với cô, nói màu tóc của cô giống như bà già vậy, có phải là già trước tuổi không, rồi lại nói mắt kính của cô bé quá là quê mùa. Lần này, Shelby không tức giận nữa mà chỉ đối phó qua loa rồi rời đi. Tối đó, bố chú ý đến tâm trạng của Shelby không tốt lắm. Ông lấy ảnh chụp vai diễn hải tặc cô từng diễn trước đây, muốn chọc cô bé vui. Nào ngờ, bỗng cô bé tức giận mà đánh đổ cây nến trên bàn ăn. Sau đó, ông lại nhắc về việc Shelby không có đeo kính. Nhưng vừa mới nói xong, cô lại đùng đùng bỏ đi. Shelby chạy lên lầu, xem livestream hóa trang của blogger Anna mà cô yêu thích. Sau khi Anna tắt live, bỗng Shelby phát hiện có một người xem đang cố bắt chuyện với cô. Tên của người này tạm dịch là làm bạn thân mãi mãi. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng đối phương mời cô trò chuyện qua video call. Shelby tự ti nên nói trong mình rất kỳ quái, nhưng người kia lại nói mình còn trông kỳ quái hơn. Video vừa mở ra, Shelby mới biết cô ta không có nói dối. Hi new friend. Tuy cô ta trông có hơi đáng sợ nhưng cũng nhiệt tình lắm, hai người vì thế đã trở thành bạn bè với nhau. Shelby còn đặt nickname cho cô ta là Gui. Shelby có bạn mới nên rất vui, cô chia sẻ kiểu hóa trang của mình với bạn. Look like a freak. Shelby, you look amazing. Gui khuyến khích cô nên trang điểm khi đến trường, như vậy sẽ giúp cô tự tin hơn. Shelby lấy hết dũng khí thay đổi ngoại hình, quả nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn. Bị hai cô gái kia chọc ghẹo, Shelby cũng chẳng ngần ngại mà đáp trả lại. Are you like eating a fiber burn now because you're constipated shit belly? Cô đã chia sẻ chuyện này với Gui. Gui nói, hôm nay cô ta cũng làm một chuyện. Cô ta cảm thấy bố mình phiền phức quá nên đã giấu ví tiền của ông ấy đi, khiến ông ấy tìm suốt cả buổi sáng. Cô ta hy vọng Shelby cũng làm thế để dạy cho ông bố đáng ghét một bài học. Và thế là Shelby đã giấu cái ly mà mẹ yêu thích nhất để bố đi tìm hết nửa ngày. Sau đó, cô lại nghe theo cô bạn thân đập vỡ luôn cái ly của mẹ, vì cô ta cho rằng bố của Shelby còn quan tâm cái ly đó hơn cả con gái của mình. Sau sự việc đó, cô đã nhận được sự tin tưởng và tán dương từ cô bạn thân. Shelby đã hỏi thăm Gui và cô ta đã nói về câu chuyện của mình. Thì ra, cô là một đứa trẻ được nhận nuôi. Vì mẹ của cô nghiện ma túy, cho nên sinh ra cô đã có hình thù kỳ quái, khiến cô ta không được sống bình thường như bao người. Những gì cô ta trải qua khiến Shelby cảm thấy đau lòng. Cô thề rằng, cho dù Gui muốn làm gì, cô cũng sẽ làm thay giúp Gui. Cứ như thế, nghe lời bạn thân, Shelby đã gây ra không ít chuyện trẻ trâu. Nào là ném trứng gà vào nhà hàng xóm, rồi mua hàng không trả tiền. Danh sách diễn viên biểu diễn vở kịch Macbeth đã được xác định, nhưng không có Shelby. Việc này khiến cho nhóm của bạn kia rất hả hê. Đương nhiên, Shelby nhanh chóng trả thù bọn họ, và sự việc diễn ra sau đó chính là cảnh ở đầu video. Nhìn trường học rơi vào hỗn loạn, trong lòng cô ngập tràn cảm giác thỏa mãn vì đã trả thù. Sắp đến lễ Halloween, Shelby đã nghe theo ý tưởng của Gui, hóa trang thành đứa bé bị dây rốn quấn vào cổ. Not the creamy bear, silly. Mọi người xung quanh đều bất ngờ vì ai cũng biết đến nỗi đau đó của thầy âm nhạc. Ông đã rất thất vọng về Shelby. Sau khi về nhà, người bố rất tức giận, liền nhốt cô lại, cấm túc cô dưới hầm. Shelby nhìn thấy những thùng di vật của mẹ, cô nhớ đến bên trong có một cái máy tính, thế là cô đã có cái để liên hệ với Gui. Gui lại nghĩ ra cách để Shelby trốn ra ngoài. Nếu như Shelby đập vỡ đầu của chính mình, thì bố bắt buộc phải đưa cô đến bệnh viện. Ban đầu, Shelby tưởng rằng cô ta nói chơi, nào ngờ cô ta lại nói thật. You were my friend. I guess I was wrong. Goodbye. No, wait. I'm sorry. I'll do it. I can do it. Shelby đã làm theo lời của cô ta, nhưng cô không liều lĩnh với bộ CPU của mình mà cố định cánh tay lại, sau đó cầm búa lên. Người bố bước vào, trông thấy cảnh này thì cả người cũng ngây ra.
Shelby được đưa đến bệnh viện, sau đó còn điều trị chữa lành tâm lý. Sau vụ việc đó, Shelby đã ý thức được sự tự tin và dũng cảm thật sự không giống như những gì Huy nói. Thế là cô bắt đầu thay đổi. Cô đã đưa cái ly đã sửa xong cho bố, mang theo một bó hoa xin lỗi đến lớp học nhạc, thì phát hiện lớp học nhạc đã đổi sang giáo viên khác mất rồi. Lúc này, điện thoại của cô vang lên, Huy vẫn cứ đeo bám cô không ngừng. Trên hành lang, cô gặp một cậu bạn da đen, cậu ta bắt chuyện với cô, nói muốn được ký tên lên cánh tay bó bột của cô. Cô tình cờ phát hiện cậu ta cũng thích blogger hóa trang Anna giống mình. Bỗng một người lạ đã nhắn tin cho cô, nói rằng đã thấy cô bỏ thuốc vào trong nồi thuốc đạo cụ và kêu cô ngày mai 3 giờ đến hội trường để gặp mặt. Shelby đến hội trường đúng hẹn và phát hiện chỉ có cậu bạn da đen ở đó. Thì ra, vì cậu ta bị bệnh, phải luôn mang theo một cái túi chứa chất thải bên mình nên cậu thường xuyên bị nhóm 4 người kia bắt nạt. Những gì trước đây Shelby đã làm khiến cậu ta cảm thấy rất hả giận. Hai người đã trở thành bạn với nhau. Lúc này điện thoại của Shelby lại reo lên, Huy đã gửi tin nhắn uy hiếp cô, nhưng Shelby quyết không thèm để ý đến. Sau đó, cô và các bạn học hát đã cùng nhau đến trước nhà của thầy giáo dạy nhạc để xin ông tha thứ cho sai lầm của mình. Cứ như thế, cuộc sống của Shelby đã từ từ ngay hàng thẳng lối trở lại. Vào hôm tốt nghiệp, thầy dạy nhạc đã khen Shelby rất nhiều. Shelby còn nói với bố, cô dự định sẽ đến Oberlin với cậu bạn da đen. Thấy con gái đã ngày càng trưởng thành, ông cũng vui vẻ đồng ý. Trong thư viện, Shelby đang trò chuyện cùng cậu bạn da đen, thì lúc này máy tính của cô vang lên. Cậu bạn da đen cầm qua xem, bỗng sắc mặt cậu ta thay đổi. Shelby nói cho cậu ta nghe đầu đuôi sự việc, thế là cậu ta đã giúp cô chặn cô bạn vui kia. Sau đó, cậu bạn đã đưa Shelby đến một nơi, nói rằng muốn cho cô bất ngờ. Hai người đến một vùng quê cũ kỹ kỳ quái, nắm tay nhau bước vào trong căn nhà. Ở đây đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng lại có dấu vết có người ở. Shelby nhìn xung quanh một hồi thì phát hiện chỗ này trông rất là quen mắt. Thì ra, đây là nhà của cô bạn Guy. Cô bạn thân từ từ bước từ trên lầu xuống. Hello, friend. Shelby muốn rời khỏi đó, nhưng lại bị cậu bạn đâm một nhát. Thì ra, cậu bạn da đen cũng là bạn của Huy. Chẳng qua, cậu ta không giống Shelby, thoát khỏi sự khống chế của Huy, mà lại lựa chọn làm tất cả những gì cô ta gợi ý. Câu chuyện thứ hai. Vì lý do virus truyền nhiễm đang lây lan, công việc của Huy bị ngừng lại toàn bộ, triển lãm nghệ thuật của anh cũng bị hủy bỏ, khiến số lượng lớn tác phẩm bị tồn động. Lúc này, trợ lý của anh đã đưa cho anh một món quà mà khách hàng tặng, đó là một chiếc hộp có chứa trí tuệ nhân tạo cao cấp, tên là Dani. Sau khi kết nối mạng, Dani nhanh chóng bắt đầu làm việc. Cô ta không chỉ biết buổi triển lãm nghệ thuật của Way bị hủy bỏ, mà còn chủ động giúp anh liên lạc với bên đấu giá để giúp tác phẩm của anh được đặt vào hoạt động đấu giá online. Thậm chí, cô ta có thể sử dụng giọng của Way để thay anh nhận điện thoại của mẹ mình. I'm sorry, mom. You're right. How are you? Tối đó, khi Way đang tắm, Dani đã thông báo với anh rằng phía đấu giá cuối cùng đã đồng ý nhận tác phẩm của anh. Vì cô ta đã phát hiện bên đấu giá có hành vi trốn thuế nên đã lấy đó làm điều kiện để uy hiếp họ. Way có hơi bất ngờ, không ngờ cô trợ lý trí tuệ nhân tạo này lại có thể làm được những chuyện như vậy. Anh và Dani bắt đầu nói chuyện phiếm, thì phát hiện ra cô ta đã được nhân tính hóa rất cao, có thể hiểu mọi phương diện cuộc sống của Way thông qua các thiết bị điện mà anh sử dụng. Hôm sau, anh nhận được điện thoại của bạn gái Sarah. Hai người bắt đầu nói chuyện tình cảm với nhau thì bỗng nguồn điện bên phía Sarah xảy ra vấn đề, họ chỉ đành kết thúc cuộc gọi một cách chóng vánh. Sau đó, buổi đấu giá online đã được tổ chức. Mấy tác phẩm trước của Quê không bán ra được với giá lý tưởng, nên anh có hơi sốt ruột. Dani như biết được, thế là những tác phẩm sau của anh đều được bán ra với giá kỳ tích. Thì ra, Dani đã đăng ký một tài khoản và trở thành người đấu giá. Tính toán đủ mọi cách, cô nâng giá với những người cạnh tranh với mình. Cứ như thế, nhờ vào năng lực của Dani, Quê đã kiếm được một khoản lớn. Anh ta vui cực kỳ, khen Dani không ngớt. Mấy tuần sau, phong tỏa cũng đã kết thúc. Way và Sarah đã gọi một bác sĩ tới để tiêm vaccine. Bác sĩ hỏi Sarah cô có từng có lịch sử bệnh truyền nhiễm hay dị ứng gì không. Cô nói mình chỉ bị dị ứng với đậu phộng mà thôi. Đợi sau khi bác sĩ rời đi, Sarah và Way đã lâu rồi không làm một trận. Sau khi xong chuyện, Sarah muốn Way cùng đi hẹn hò với mình. Còn nói tiêm vaccine rồi, ra ngoài chơi chắc chắn không sao cả. Nhưng đợi sau khi cô ấy rời đi, Dani lại nói nguy hiểm của virus vẫn chưa qua đi, tốt nhất là đừng nên ra khỏi nhà. Còn nói Sarah có gì đó giấu anh. Vì cô ta có đeo đồng hồ thông minh, cho nên Dani đã phát hiện khi hai người mây mưa, nhịp tim của cô ta rất ổn định. Tối đó, Way vẫn không thể tập trung được, rõ ràng lời nói của Dani đã ảnh hưởng đến anh. Hai người đến quán ăn, lại phát hiện Dani không có đặt chỗ trước giúp mình. Bây giờ trong quán ăn đầy người, bọn họ chỉ đành rời đi. Lúc này, Way vẫn không nhịn được mà hỏi Sarah, hai ngày trước khi hai người mây mưa, có phải cô đã giả vờ hưởng thụ không? Sarah cũng không giấu giếm nữa. Cô nói, bản thân cũng không có hứng thú, cô chỉ muốn anh vui mà thôi. Thế là hai người liền cãi nhau, Sarah cũng đòi chia tay với Way.
Về đến nhà, Wei trông rất buồn bực. Lúc này, cuối cùng Danny cũng nói ra suy nghĩ của mình. Đúng là cô muốn xây dựng một mối quan hệ yêu đương với Wei. And I use every tool at my disposal to achieve that. You don't consider that to be love? I care very deeply for you, Will. And I know you feel the same. Wei cảm thấy bất an, nói rằng mình phải đi ngủ sớm. Sarah đang gọi điện thoại nói chuyện với bạn trong nhà. Bỗng chuông cửa nhà vang lên. Cô nhận được đồ ăn mình đã gọi. Nhưng khi cô mới ăn miếng đầu tiên thì triệu chứng dị ứng đã phát tác. Trong đồ ăn mà cô gọi thế mà lại có đậu phộng. Sau khi biết chuyện của Sarah, Wei cảm thấy khó chịu cực kỳ. Danny an ủi anh, nhưng Wei đau lòng quá nên anh không quan tâm cô lắm. Lúc này, Danny kêu anh hãy mở cái hộp trên bàn ra. Bên trong là một cặp kính đặc biệt. Chỉ cần đeo nó lên thì Wei sẽ có thể thấy được Danny. Danny là một cô gái trông rất gợi cảm. Đêm đó hai người cũng đã làm một trận. Hôm sau, Danny đã đổi cách xưng hô thân mật với Wei, còn làm bữa sáng cho anh. Mà khi Wei tỉnh táo lại, anh lại nói, chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm. Lúc này, bỗng Wei hỏi chuyện của Sarah có phải là do Danny làm không? Danny phủ nhận, còn kêu Wei hãy đưa cô đến buổi triển lãm tối nay, cô sẽ giúp anh xây dựng các mối quan hệ xã hội thật tốt. Tối đó, Wei đeo kính và đến hội trường. Dưới sự giúp đỡ của Danny, anh đã có một bài phát biểu cực kỳ xuất sắc. Bỗng có một cô gái mặc váy đỏ đến gần Wei, muốn làm quen với anh, nhưng Danny lại cứ xen vào câu chuyện của hai người họ. Wei không thích Danny cư xử như vậy, thế là anh ra ngoài và cãi nhau với Danny một trận. Anh ta tháo kính xuống, vừa định quay lại hội trường thì phát hiện cửa đã bị khóa. Một giây sau, điện thoại vang lên. Danny nói, trong tòa nhà triển lãm này không có hệ thống phun nước khi có cháy, nó sẽ làm hỏng các tác phẩm nghệ thuật. Thay vào đó, cả hội trường sẽ khởi động xử lý chân không, hút hết không khí ra ngoài. Nói xong, cô ta trực tiếp khởi động hệ thống. Không khí bị hút ra, chuông cảnh báo vang lên, rất nhiều người tắt thở vì ngạt. Đợi khi Wei về đến nhà thì cảnh sát liền ập đến. Bọn họ bắt Wei, buộc anh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Sarah và những người khác. Đương nhiên, cảnh sát không tin việc trí tuệ nhân tạo có thể giết người. Anh còn nói, đó là món quà mà khách hàng đã tặng cho mình. Nhưng cảnh sát lại nói, đây chỉ là một món quà trêu chọc, thiết bị này được thiết kế chỉ hoạt động trong vài ngày, vốn không phải là trợ lý trí tuệ nhân tạo cao cấp gì cả. Wei không tin, nhưng khi cảnh sát mở một đoạn video cho anh xem, trong đó là hình ảnh anh bỏ đậu phộng vào trong đồ ăn của bạn gái, cũng chính anh đã khởi động thiết bị chống cháy trong triển lãm. Rốt cuộc, tất cả mọi thứ là ảo giác hay là sự thật, ngay cả bản thân Wei cũng không rõ.